Vâng, xin chào. Trước mắt các bác là một mẫu vàng B3 có mã là TF8, bán ra 2,4 triệu. Trên này thì nó có 3 đường cắm mic phía mặt trước, đằng sau có một lỗ nữa. Đây là volume chỉnh mic tổng, đây là volume nhạc. Đây nó có chỉnh bass chép của hàng mic, của hàng nhạc và echo. Đây là nút bấm đường vào âm thanh. Tôi sẽ quay mặt sau, bán ra 2,4 triệu, tặng cả dây Canon. Dây này ngoài thị trường bán chắc 250. Đây tôi đang đấu đối cổng return của một cái âm ly karaoke. Đây là mặt sau, một lỗ mic, đường ra hoa sen của Swoop và Center, đường ra của Swoop điện, jack Canon, ra Center. Có hai kiểu đường ra Canon, và đây là đường ra của loa của xuống âm ly tín hiệu AV. Một cái này thì nó là hàng mới tinh của Trung Quốc. Riêng về vang thì nó là của Trung Quốc các bạn nha. Vì Trung Quốc nó rất phát triển về karaoke, âm ly loa đài thì phải chơi hàng của Nhật, của Mỹ mới hay. Nhưng mà riêng vang thì dùng của Trung Quốc, bởi vì của Nhật, của Mỹ nó ít sản xuất cái này, và Việt Nam gần như không có. Chỉ có bán kiểu vang của Trung Quốc này, nhưng chất lượng nó cực ok luôn. Và đây là vang loại chất lượng 2,4 triệu đồng chứ không phải là loại rẻ hơn 1 triệu, nên chất lượng khá ok, không hú zip. Đây là volume chỉnh nhạc. Còn đây là volume mic. Tôi sẽ alo qua. Alo. 1 2 alo. Alo. Alo, alo. Vâng, xin chào. Cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông. Khách hàng có thể đến tận nơi mua hàng hoặc đặt cọc vào tài khoản là tôi gửi hàng đi, phí vận chuyển cái mua chịu.